xin cho tất cả các bạn mình sẽ gửi 100 bát cho vợ mình. Hả? 100 bát đấy hả trời? Tôi đau đớn, tôi ngực quá. Chồng mình nói đùa đấy, ngày mai nhà mình có giỗ nên hai vợ chồng được nghỉ rửa có hơn chục mâm bát thôi. Rửa từ 8 rưỡi sáng đến hơn 10 giờ mới xong. Quay ra thì lại đến giờ phải đi nấu cơm trưa nữa rồi. Ăn trưa xong, chiều ngủ một giấc, dậy lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, quét nhà. Chồng mình bảo là chứ ở nhà dọn dẹp còn mệt hơn cả đi làm. Được cái là chồng mình cũng chịu khó, hai vợ chồng chia việc cùng nhau làm cho nhanh, người thì quét nhà, người thì lau nhà. Trong lúc chồng mình lau nhà thì mình sẽ đi quét sân. Chưa thấy được ăn cỗ mà đã thấy mệt rồi mọi người ạ. Đấy, chồng mình đã lau nhà xong, bây giờ lại quay ra lau bàn ghế đấy. Trời, cái sân nó to, quét mệt bở cả hơi tai. Cuối cùng thì cũng đã quét xong, bây giờ mình lại quay ra quét cổng nha. Cái cổng thì nó dài, cũng chả kém cái sân mọi người ạ. Nguyên một ngày thứ bảy, hai vợ chồng mình chỉ có dọn dẹp. Cuối cùng thì mình cũng đã quét xong cái cổng rồi mọi người ạ, giải dã man. Đấy, cháu cọc con nghịch quá nên là bị nhốt vào cũi. Cháu là hay trốn chạy lắm các bác ạ. Cuối cùng thì cũng đã dọn dẹp xong rồi mọi người ạ. Tôi đến thì cả nhà sẽ thịt gà để sáng mai chị việc làm cỗ. Hẹn mọi người clip sau ăn cỗ online ở quê mình nha.